hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về cái quá trình thi công hệ mái trọn gói cho nhà bác Hiệp tại khu vực Mỹ Đức, Hà Nội. Đó thì hôm nay chúng tôi đã có mặt tại nhà bác sau khi mà chúng ta đã thi công xong cái hệ mái nhà mình với 110m2 dùng ngói romantic cao cấp và hệ xà gồ thép siêu nhẹ nhập khẩu từ Đến Úc nhé. Thì nếu mà ai chưa tìm hiểu về cái hệ mái mà cái quá trình thi công chọn gói của công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì mọi người có thể là tìm hiểu thêm về những cái video mà chúng tôi đã để phía bên dưới để mọi người biết về các cái công dụng, tính năng, chất lượng sản phẩm và bảo hành của chúng tôi như thế nào nhé. Thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người vào bên trong để xem về cái kết cấu bên trong và sau khi lợp thì độ chắc chắn của hệ mái như thế nào và cái độ bóng của nó ở trên cái vùng trời tại khu vực Mỹ Đức nhé. Thì mời các bạn cùng vào đó xem với chúng tôi ạ. Vâng, và trên đây là toàn bộ cái hệ xà gồ thép siêu nhẹ mà chúng tôi đã thiết kế kết cấu và thi công cho gia đình tại đây. Thì xà gồ thép siêu nhẹ này là được nhập khẩu từ bên Úc mọi người nhé, với màu xanh đặc trưng và màu xanh này là lớp mạ phủ ngoài cùng. Cái xà gồ này được chúng tôi mạ qua 3 lớp cán khôi ở khu vực bên Úc và chính tay Úc của họ mạ mọi người ạ, mạ qua 3 lớp. Và tiết diện của nó là toàn bộ tiết diện hở mọi người nhé. Đây, mọi người đây, tiết diện này là tiết diện hở hình chữ C, thì thoát nước rất là dễ và chống rỉ, không bị phá từ bên trong phá ra mà ai mặc. Và các cái con vít này đều là con vít nhúng nóng mọi người nhé, đảm bảo cho mọi người chống rỉ hoàn toàn. Còn các cái vị trí liên kết của chúng tôi thì cũng liên kết qua 3 vít hoặc 5 vít tùy những cái vị trí mà chúng tôi cần đó. Và đây là một cái kết cấu của nó nhé mọi người, kết cấu rất là vững chắc, là các cái hình dáng liên kết với nhau từ trên xuống dưới. Và ở đây là hệ thống kèo nitô, đây là các cái thanh cầu phong này, còn đây là các cái thanh nitô của chúng tôi. Thì nitô ở đây thì theo hình dạng omega mọi người nhé, và các cái vị trí liên kết giữa ngói và thanh nitô ở đây thì toàn bộ là dùng vít hết mọi người ạ. Mỗi viên ngói chúng tôi sẽ làm theo 2 vít rất là chắc chắn và chống mưa bão hoàn toàn nhé.
Và những cái viên ngói này nó có độ phủ chồng lên nhau mọi người ạ. Viên ngói đầu tiên thì độ chiều dài nó sẽ đến đây, viên ngói thứ hai thì nó sẽ từ đây xuống đây, đủ bằng cái khoảng cách của cái chữ omega này. Đó. Để mời mọi người cùng ngắm qua một phần về toàn bộ cái dạng kết cấu ở đây cho mọi người xem. Bản mã này thì toàn bộ bản mã là bằng thép mọi người ạ, không dùng sắt như các cái bản mã khác. Và trong đây là toàn bộ cái kết cấu của phía bên trong. Anh Lân có cái gì cần nhận xét về cái hệ kết cấu này của công ty chúng mình thực hiện cho bác hiện tại đây không? Vâng, thì xin thưa mọi người, thì đây là cái hệ mã dùng bằng thép dắp bruscop cùng với ngói số và kích cầu cấp của bên tôi đã thi công trong ngói cho bác Hiệp trong trong khoảng thời gian là một tuần từ khi bác bàn giao mặt bằng cho đến khi chúng tôi lại bàn giao lại cho bác cái sản phẩm này nhá. Thì cái như các bạn nhìn thấy thì cái chúng tôi Sài Gòn này được nhập. Đấy thì đây là toàn bộ trong cái hệ mái của chúng tôi, các cái thanh liên kết với nhau rất là chắc nhá. Và nhìn từ bên trong thì ngói rất là khít và rất là đảm bảo về cái chất lượng cho gia chủ ạ. Tôi sẽ đi ra phía bên ngoài để cho mọi người xem về cái chất lượng ngói ở khu vực phía bên ngoài như thế nào. Đấy, thì đây là cái khu vực mà để tách nước của gia chủ để hệ thống thái dương năng. Thì đây là những cái viên ngói nằm ở phía bên ngoài mọi người nhé. Đó, thì hệ thống ngói ở đây rất là sáng bóng. Và ở phía dưới của nó thì toàn bộ có cái diềm trang trí ở đây nhé mọi người. Các cái viên ngói diềm của nó cũng rất là đẹp. Cái ngói bỏ đây là ngói lót nắp. Vậy là các bạn vừa tham quan toàn bộ những cái sản phẩm mà chúng tôi đang dần hoàn thiện cho gia đình nhà bác Hiệp tại đây sau khi thi công trọn gói hệ mái giúp bạn. Toàn bộ dùng vật liệu cùng với nhân công đảm bảo chất lượng, đảm bảo về cho gia chủ về mặt mỹ thuật cũng như chất lượng, kỹ thuật và chế độ bảo hành cho gia chủ rất là cao. Thì mời mọi người, nếu mọi người có quan tâm về cái quá trình thi công trọn gói cái hệ mái này thì mọi người có thể là đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái video chia sẻ hơn, nhiều hơn về cái quá trình thi công cái hệ mái trọn gói dùng cái vật liệu xà gồ thép siêu nhẹ này để cho hạn chế trọng tải cho nhà của mình và cái dòng ngói cao cấp có độ bền lâu này nhé. Vậy xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video chia sẻ lần sau. Nếu mọi người đang cần tư vấn hoặc là thi công trọn gói hệ mái thì mọi người hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại bên dưới, tôi sẽ tư vấn miễn phí hoàn toàn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.